tống mệnh mơ thấy mình chết trên một đoàn tàu kỳ quái kết quả ngày hôm sau hắn thật sự bước lên chuyến kia thần ma chuyên liệt phía trên thật sự có người muốn giết hắn ở trong nhiệm vụ lần lượt hắn phát hiện mình luôn có thể sớm mơ thấy nguy hiểm trong nhiệm vụ hành khách a nhiệm vụ lần này thật đáng sợ quá khó khăn tống mệnh khó sao nơi đó khó khăn nhiệm vụ lần này quá đơn giản hành khách b tôi muốn giết anh ta hành khách C, đừng xúc động, chờ những người khác trở về, chúng ta cùng nhau. Cho đến một ngày, Tống Mệnh gặp được cái gọi là thần ma, mà hết thảy cũng đều bị hắn mơ thấy. Chương 1 444 Hào Đoàn Tàu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 02 Khu trục, tử vong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 03 Lại nằm mơ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 04 Thanh Thủy Trấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 05 Vương Lão Thái chết, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tống mình nghĩ đến nhiệm vụ đoàn tàu đưa ra là để cho hắn đợi đến khi vương lão thái hạ tán. Chẳng lẽ nói vương lão thái không thể thuận lợi hạ tán sao? Hay là nói bởi vì vương lão thái sát vùng dậy, cần hắn đem chuyện này xử lý tốt? Nhưng hắn chỉ là một người bình thường, cái gì cũng sẽ không, xử lý như thế nào sự kiện linh dị, xem ra chuyện này điểm mấu chốt hẳn là ở cái kia nhị thúc công trên người nhưng từ thái độ vừa rồi của nhị thúc công mà xem, hắn mơ hồ cảm giác nhị thúc công tự hộ đối với hắn đến cũng không hoan nghênh, cái này có chút khó làm. Nếu vương phượng thật sự là vương lão thái, ông ta để tôi ở lại nhà vương lão thái là có ý gì? Tống mệnh lúc này trong đầu giống như một đoàn tương hồ, căn bản tìm không ra một chút manh mối, hắn chỉ là một cái phổ bình thường làm công xả súc, không phải cái gì chỉ số thông minh bạo biểu thiên tài, không có khả năng bằng vào một câu nói, một cái biểu tình, suy luận ra toàn bộ sự việc chân tướng đại gia vương phượng mà các ngươi vừa nói là ai vậy tống mệnh quyết định trước tiên từ chỗ lão đầu hỏi một chút xem có thể hỏi được tin tức hữu dụng gì hay không hắn cũng có chút chuẩn bị a à, ngươi nói vương lão thái a nàng là lão nhân cô quả trấn thanh thủy chúng ta không có con cái hơn nữa nhà nàng lớn vừa vặn có thể cho ngươi ở nhờ bất quá lão bà tử này bình thường tương đối quái gỡ không dễ giao tiếp Lão nhân thuận miệng nói, liền mang theo tống mệnh đi tới cửa một hộ gia đình, dùng sức vỗ cửa viện, đồng thời mở miệng kêu lên. Vương lão bà tử, có nhà không, nhị thúc công bảo ta mang búp bê ở nhà ngươi mượn một ngày. Liên tiếp vỗ bảy tám cái cửa viện, tống mệnh nghe được trong viện tự hồ có đồng tỉnh, sau đó tiếng bước chân thông thả dần dần rõ ràng, một lát sau cửa hậu viện bị mở ra, từ bên trong lộ ra một khuôn mặt già nua phủ kín nếp nhăn. Quả nhiên! Là nàng! cái xác vùng dậy kia. Lão Thái Thái Tim tống mệnh vào giờ khắc này đập điên cuồng, theo bản năng lui về phía sau một bước, lại thiếu chút nữa bị tảng đá nhô lên dưới chân vấp ngã. Tống mệnh phát sinh động tĩnh khiến cho hai người chú ý, đều nhìn về phía hắn. Lão đầu vẻ mặt khinh bỉ nhìn tống mệnh nói. Ngươi cái này tiểu oa nhi, tuổi còn trẻ, liền ta cái này lão đầu tử cũng không bằng, còn thiếu chút nữa bị tảng đá vấp ngã, cái này chính là vương lão thái ngươi hôm nay liền ở tại nhà nàng đi lão đầu đơn giản đem tình huống của tống mệnh nói một chút rồi rời đi chỉ còn lại tống mệnh cùng vương lão thái hai mặt nhìn nhau nuốt một ngụm nước miếng tống mệnh cười gượng nói vương nãi nãi nếu như ngài cảm thấy không tiện ta lại đi nhà khác vào đến đi trong nhà có phòng trống vương lão thái hai mắt vô thần Hữu khí vô lực chậm rãi nói. Nói xong liền chậm rãi chống quải trường xoay người đi vào trong sân, căn bản không cho Tống Mệnh cơ hội từ chối. Nhìn bóng lưng Vương lão thái, Tống Mệnh cắn răng. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu đã gặp phải, vậy xem người rốt cuộc là thứ gì. Ngươi ở nhà bên đi, bên trong có đệm chăn, trong sân có giếng, phòng bếp ở bên này vương lão thái mang theo tống mệnh giới thiệu bố cục trong sân cho hắn rồi trở về phòng chỉ để lại một mình tống mệnh đứng ở trong sân mèo mèo lúc chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một con mèo đen đột nhiên từ trong góc chạy ra đem tống mệnh đang chuẩn bị vào phòng lại càng hoảng sợ lúc mèo đen chạy đến cửa phòng vương lão thái đột nhiên quay đầu hung hăng trừng tống mệnh một cái sau đó liền chui vào trong phòng không biết vì sao nhìn con mèo đen kia Tống mệnh cảm thấy một chút không thoải mái, bất quá cũng không quá để ở trong lòng, chỉ cho là mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Đi vào phòng, tống mệnh từ trong ngăn tủ bên tường tìm được đệm chăn, trải giường xong hắn mệt mỏi nằm ở trên giường. Vốn tưởng rằng mình căn bản ngủ không được, dù sao hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả mọi chuyện toàn bộ vượt qua tưởng tượng của hắn, quỷ dị 444 số tàu hỏa, trơ mắt nhìn một người chết ở trước mặt mình hiện tại lại muốn trải qua phi thường kinh khủng sự tình. Nhất là ở trong mộng hắn bị sát chết vùng dậy vương lão thái giết chết, đối mặt sắp ứng nghiệm sự tình hắn làm sao có thể ngủ được. Nhưng sự thật trùng hợp ngược lại, hắn ngủ rồi, hơn nữa còn ngủ vô cùng nặng, thế cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn đều không biết gì cả. Khi hắn mở mắt, xuất hiện trước mặt hắn là một khuôn mặt già nua tan thương tràn đầy nếp nhăn. a à, tống mệnh theo bản năng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt này tự hồ là lão nhân buổi sáng kia. Hoa tử, ngươi tỉnh rồi, ta đã gọi ngươi mấy tiếng rồi. Khẩu khí tràn ngập hương vị của lão đầu thiếu chút nữa làm tống mệnh phun ra. Hắn theo bản năng xê dịch thân thể về phía sau, mở miệng nói. Đại gia ngươi có chuyện gì sao? Nói chuyện đồng thời hắn từ trên giường đi xuống, nhưng là hắn vừa chuẩn bị mang giày, lão nhân một câu nói làm cho hắn ngây ngốc tại chỗ vương lão thái buổi sáng thời điểm đã chết chúng ta một đám người bận rộn một ngày tiểu tử ngươi lại còn ngủ được nếu như không phải ta đột nhiên nhớ tới chỉ sợ ngươi còn ngủ đâu lão đầu còn ở bên cạnh tống mệnh nói liên miên cằn nhằn nhưng tống mệnh một câu cũng không nghe lọt trong đầu vẫn quanh quẩn vương lão thái đã chết những lời này trốn thì trốn không thoát nhưng ta làm sao tránh được vương lão thái truy sát đúng rồi nhị thúc công hắn hẳn là có biện pháp đối phó vương lão thái sát vùng dậy có thể là suy nghĩ sự tình quá tập trung, thế cho nên lão đầu rời đi lúc nào, hắn cũng không biết, chờ lúc hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện lão đầu đã sớm không thấy bóng dáng. Đậu má, nơi này không thể ở lại, bằng không chờ xác chết vùng dậy của vương lão Thái, người chết đầu tiên chính là ta. Tống mệnh giật mình một cái, tỉnh táo lại, vội vàng mang dậy xong liền đi ra ngoài, nhưng hắn mới vừa đi tới cửa, đèn trong phòng đột nhiên tắt, ngay cả trong sân cũng trở nên một mảnh đen kịt hắn còn bởi vì đi quá nhanh đầu nặng nề đụng vào khung cửa đầu đến hắn nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống Chuyện gì xảy ra sao đột nhiên mất điện mau cho người ta xem là thế nào trong viện có người lớn tiếng nói Tống mệnh ông đầu choáng ván đi tới trong sân nhưng bởi vì mất điện hơn nữa tối nay trời đầy mây hắn cái gì cũng không thấy rõ ngay khi hắn lần mò đi về phía trước thấy phía trước có ánh sáng hắn nhanh chóng đi về phía bên kia thật sự là xui xẻo, còn chưa ra khỏi cửa đã đến đây cho ta một chút. Tống mệnh nhe răng trận mắt than thở, đi về phía ánh sáng, không hề chú ý tới hắn đã đi tới đại sảnh nhà vương lão Thái, mà trong phòng một người cũng không có. Chờ hắn đi vào đại sảnh, nhìn thấy quan tài đặt ở chính giữa, cùng di ảnh đen trắng của vương lão Thái, cả người đều ngây ngẩn cả người. Một màn này cùng hắn ở trong mộng trải qua cơ hồ là giống nhau như đúc điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mèo mèo. Ngay lúc hắn chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài, một tiếng mèo kêu thê lương đột nhiên từ trong quan tài truyền ra, ngay sau đó, một con mèo đen từ trong quan tài nhảy ra. Mèo đen sau khi chạy ra khỏi quan tài cũng không có rời đi, mà là ngồi xổm trên quan tài, dùng ánh mắt quỷ dị lạnh lùng nhìn chầm chầm tống mệnh. Con mèo này. Chương 06 Tiểu ca, ta lạnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio chẳng lẽ là bởi vì con mèo đen này làm kinh động thi thể vương lão thái cho nên mới để cho vương lão thái vùng dậy tống mệnh lập tức nghĩ tới truyền thuyết dân gian về mèo đen tiểu ca em ở bên trong lạnh mơ hồ không rõ lại một ít âm thanh đứt đoạn nối tiếp đột nhiên từ trong quan tài truyền ra cảnh tượng giống hệt tống mệnh mơ thấy giọng nói của vương lão thái cũng hoàn toàn đánh thức tống mệnh hiện tại chạy đã không còn kịp nhất định phải nghĩ biện pháp khác kéo dài đến khi nhị thúc công trở về tống mệnh đại não nhanh chóng vận chuyển tư duy cũng thay đổi phi thường rõ ràng hắn cầm lên trên mặt đất còn không có thiêu đốt chậu thang hung hăng hướng con mèo đen quỷ dị kia đập tới mèo đen tựa hồ không nghĩ tới tống mệnh sẽ đột nhiên cầm chậu thang đập nó trong lúc nhất thời không kịp tránh né bị đập vừa vặn Sao hỏa rơi vào trên người mèo đen, nóng nó gào khóc, chạy loạn ra ngoài, trong nháy mắt chạy không thấy bóng dáng. Đuổi mèo đen đi về sau, Tống Mệnh không dám có chút trì hoãn, bước nhanh chạy đến quan tài phần đuôi. Tiểu ca. Tống Mệnh. Được rồi, ta biết ngươi lạnh, chờ ta giúp ngươi đem quan tài đóng lại ngươi sẽ không lạnh. Tống Mệnh hai tay phát lực, dùng hết khí lực toàn thân thúc đẩy ván quan tài rốt cục trước khi vương lão thái từ trong quan tài ngồi dậy đem quan tài khép lại. Không kịp thở dốc, hắn chạy đến bên cạnh cầm lên dây thường dùng để nâng quan tài, tay chân nhanh nhẹn dùng dây thừng cuốn quan tài hai vòng buộc một cái nút chết. Ngay lúc hắn buộc dây thường, vương lão thái trong quan tài bắt đầu đụng vào tấm quan tài. Phanh! 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 Va chạm nặng nề làm cho quan tài không ngừng lắc lư, tống mệnh khẩn trương thắt nút mấy lần cũng không thắt xong, hai tay run rẩy thật vất vả đem dây thừng trói chết, hắn nhảy xuống quan tài liền hướng trong sân chạy. Răng rắc. Chờ hắn chạy ra sân, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng dây thừng đứt đoạn, phiến quan tài bị hất bay. Tống mệnh cắn chặt môi, cũng không quay đầu lại vọt vào trong sân tối đen. Lạnh. Ta ở bên trong. Lạnh. Đến. Người. Bồi. Ta thanh âm khàn khàn âm lãnh từ phía sau vang lên tống mệnh bị dọa chạy nhanh hơn trong nháy mắt liền vọt tới cửa nhà vương lão thái lúc vào ở hắn để lại tâm nhãn nhớ kỹ bố cục sân nhà vương lão thái cho dù hiện tại bên ngoài một mảnh đen kịp hắn cũng rất dễ dàng tìm được vị trí cửa lớn mấy bước lớn liền chạy tới cửa đưa tay mở cửa nhưng không mở cửa mẹ kiếp ai đã khóa cửa từ bên ngoài dưới tình huống liên quan đến tính mạng này mỗi một giây đều vô cùng quan trọng, nhưng hiện tại cửa lớn lại bị người từ bên ngoài khóa lại, tống mệnh tức giận trực tiếp chửi ầm lên. Phía sau vương lão thái đang từng bước tới gần, hắn lại bị chặn ở cửa không ra được, đây tuyệt đối là có người muốn hại hắn. Bất quá tống mệnh rất nhanh liền nhớ tới, tường viện nhà vương lão thái không cao, trèo tường đi ra ngoài cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, tống mệnh không dám trì hoãn, xoay người hướng góc tường vị trí chạy đi. Lúc này, bước chân của vương lão thái. Càng gần. Trên đường chạy trốn, hắn một cước đá vào vật thể cứng rắn, đau đớn thấu tim khiến mồ hôi lạnh của hắn lập tức phủ kín toàn thân. May mắn vào lúc này, mây đen trên trời tản ra, có chút ánh sao rủ xuống, miễn cưỡng có thể nhìn thấy sự vật trước mắt. Bùng. Tống mệnh cố nén mũi chân không ngừng kích thích thần kinh đau đớn, miễn cưỡng chạy về phía trước, hắn cảm giác móng chân của mình trải qua va chạm vừa rồi, nhất định là vẫn lên. Bởi vì chỉ là hai bước đường khoảng cách, hắn liền cảm giác chân phải giày bên trong đã dính một mảnh. Nghe được âm thanh vật nặng phía sau nền trên mặt đất, Tống Mệnh theo bản năng nhìn về phía sau một cái, phát hiện nguyên lai là Vương lão thái rơi vào trong thùng dầu. Cả người lẫn thi thể cùng nhau ngã sắp xuống đất, bởi vì thùng dầu đặt ở trên một tấm vải nhựa lớn, sau khi đánh đổ thùng dầu, trên một tấm vải nhựa lớn tất cả đều là dầu, trên tấm vải nhựa trở nên vô cùng trơn nhìn thi thể vương lão thái lừa thi thể trên mặt đất không bò dậy nổi, tống mệnh vội vàng thừa dịp cơ hội này dẫm lên tảng đá bên tường gian nan bò lên tường. Rốt cục sau khi phí một phen khí lực, thành công leo lên đầu tường, cũng không nhìn bên ngoài có cái gì, liền từ trên tường nhảy xuống. Trong nháy mắt hai chân rơi xuống đất, đau đớn thấu tim lần nữa truyền đến, làm cho tống mệnh rốt cuộc nhìn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Đau, quá đau, hắn cảm giác chính mình hiện tại đi đường đều thành vấn đề nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, bởi vì trên đầu tường, đầu bà Vương đã lộ ra. Khuôn mặt già nua tái nhợt khủng bố kia, lúc này đang gắt gao nhìn chầm chầm hắn, đồng thời còn có thanh âm liều mạng nắm tường vang lên. Thấy một màn như vậy, Tống Mệnh cũng không để ý kiểm tra vết thương trên chân, què chân liền chạy vào chỗ sâu trong trấn, kiến trúc chỗ nào nhiều hắn liền chạy tới chỗ đó. Chỉ cần gặp phải viện tử hắn liền liều mạng vỗ cửa viện, hy vọng có thể tìm được cư dân trên trấn. Thế nhưng lúc này Thanh Thủy trấn giống như là một tòa tử trấn, mặc cho hắn vỗ cửa viện như thế nào, thủy chung không có một người ra xem xét tình huống, chớ nói chi là có người mở cửa cho hắn. Phía sau giọng nói của Vương lão thái lại tới gần. Nàng. Từ trong sân nhảy ra. Bất đắc dĩ, Tống Mệnh chỉ có thể tiếp tục trốn. Hắn chạy, nàng đuổi theo, hắn chạy càng nhanh, nàng đuổi càng nhanh. Tống Mệnh cảm giác mình cũng sắp đem toàn bộ Thanh Thủy trấn chạy khắp, cũng không gặp được một người sống. Đừng nói là người, thậm chí ngay cả một tiếng chó sủa cũng không nghe thấy. Giờ khắc này, trấn Thanh Thủy rộng lớn giống như là một trấn chết, an tĩnh làm cho lòng người sợ hãi. Vương lão thái phía sau vẫn đuổi sát hắn không buông, hiển nhiên là nhận định hắn đã chết, không giết hắn, tuyệt đối sẽ không dừng bước. Tống Mệnh què chân, vẫn gõ cửa từng nhà, hy vọng có thể tìm được một chỗ trốn ban đêm yên tĩnh, tiếng tống mệnh dùng sức đập cửa lớn có vẻ vang dội chói tai dị thường. Chi nha. Lúc Vương lão thái ở phía sau sắp đuổi theo, hắn cư nhiên thật sự đẩy cửa lớn của một hộ gia đình ra. Nhìn cửa viện bị trực tiếp đẩy ra, tống mệnh nhất thời mừng rỡ, vội vàng què chân nhảy vào trong sân, trở tay đóng cửa viện lại, cảm thấy còn không an toàn, hắn lại từ trong sân tìm một khúc gỗ từ bên trong đẩy cửa lớn chết. Chạy vào trong phòng đem cửa phòng đóng kỹ lúc này mới cảm giác an toàn một ít, cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, để cho hắn nhất thời sụi lơ trên mặt đất. Thở dốc hơn nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, mượn ánh sao ảm đạm quan sát bài trí trong phòng, bàn ghế nên có đều có, thậm chí trên bàn còn bày biện đồ ăn chưa ăn xong. Nhìn thấy diêm và nến đặt trên bàn, tống mệnh cố sức bò dậy, đốt nến. Cởi giày ra để kiểm tra vết thương ở chân. Móng tay quả nhiên giống như suy nghĩ của hắn, đã hoàn toàn lật lên một mảnh máu thịt mơ hồ, chỉ còn lại có một chút da thịt, toàn bộ bên trong giày tất cả đều là máu, chân phải càng sưng tấy phát tím. Nhìn chân bị thương, Tống Mệnh không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ở dưới tình huống như vậy chạy khắp toàn bộ trấn, này nếu là đặt ở mấy ngày hôm trước, đừng nói chạy khắp một cái trấn, đi nhiều một bước đều coi như hắn thua. Hiện tại không phải già mồm cải láo thời điểm, Tống Mệnh nhảy chân bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm kéo băng gạt thuốc tiêu viêm những thứ này đáng tiếc đem trong phòng đồ vật đều lục lọi một lượt hắn cũng không đem cần đồ vật tìm đủ cuối cùng chỉ tìm được một cái kéo nửa bình chưa uống hết rượu mạnh nhìn tìm được mấy thứ này hắn hít sâu mấy hơi cắn răng nắm móng chân dùng sức kéo một cái liền triệt để kéo móng chân xuống máu đỏ sẫm nhất thời toát ra đau đớn thấu tim lần nữa đánh úp lại đau đến hắn toát mồ hôi sau đó hắn đem nửa bình rượu trắng kia tưới lên miệng vết thương ồ cảm giác chua xót sảng khoái kia hiểu đều hiểu. Cuối cùng dùng quần áo sạch sẽ tìm được xé rách thành vải, dùng sức buộc chặt miệng vết thương, như vậy tuy rằng không có lợi cho miệng vết thương khép lại, nhưng thi thể vương lão thái đã ở bên ngoài bắt đầu đập cửa. Phanh Phanh Phanh, Phanh. Chương 7 Không giống mèo mèo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tương viện nhà này cũng đủ cao, cửa cũng bị ta đẩy chết, vương lão thái kia trong chốc lát hẳn là không vào được, thừa dịp lúc này ta vẫn nên nhanh chóng nghỉ ngơi bổ sung thể lực một chút nhìn một chút phương hướng cửa lớn tống mệnh thoáng an tâm miễn cưỡng đem chân nhét vào trong giày trong quá trình này tống mệnh thường thường hít vào mấy ngụm khí lạnh trên trán lại che kín mồ hôi to bằng hạt đậu tương chờ sau khi hắn mang giày xong cảm giác cả người đã bị mồ hôi làm ướt người cũng có chút hư thoát cố sức đứng lên bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm thức ăn về phần thức ăn thừa cơm thừa trên bàn vẫn là quên đi không bao lâu hắn liền ở trong phòng tìm được một túi mì sợi chưa bóc niêm phong cùng mấy quả trứng gà cầm nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp nấu cho mình một bát mì trứng gà theo một chén lớn mì trứng gà nóng hầm hập xuống bụng tống mệnh cảm giác mình rốt cục khôi phục một ít thể lực hắn đã một ngày một đêm không có ăn một chút gì sau khi ăn no hắn lại dạo quanh sân một vòng cuối cùng cho hắn tìm được một thanh uống ván cùng một cái thang bên cạnh đống củi gốc đem lưỡi dao uống ván nhét vào bên hông chuyển than trực tiếp lên đầu tường như vậy cho dù vương lão thái xông vào cũng không có biện pháp với hắn sau khi leo lên đầu tường trong lòng tống mệnh tràn ngập lo lắng hiện tại toàn bộ thanh thủy trấn trên cư dân đều không thấy kia ai đối phó xác chết vùng dậy vương lão thái liền ngay cả trong mộng đột nhiên xuất hiện nhị thúc công hắn cũng không thấy lần này hắn gặp phiền phức lớn rồi chẳng lẽ là bởi vì ta sớm mang theo vương lão thái chạy cho nên cùng nhị thúc công hoàng mỹ bỏ lỡ nghĩ đến khả năng này tống mệnh vô cùng tức giận đây chính là biện pháp thoát khỏi nguy hiểm tốt nhất kết quả cứ như vậy bỏ lỡ mẹ kiếp vương lão thái này bây giờ lực lớn vô cùng bị bà ta đánh không chết cũng bị thương ta căn bản đánh không lại bà ta tống mệnh cưỡi trên tường không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nếu như là đơn thuần tránh thoát vương lão thái truy sát hắn vẫn miễn cưỡng có thể làm được nhưng đoàn tàu đưa ra nhiệm vụ để cho hắn nhìn vương lão Thái bị hạ tán. Hiện tại vương lão Thái đều sát vùng dậy, cư dân trên trấn cũng không thấy, còn làm sao hạ tán. Mèo mèo Không biết có phải là ảo giác hay không, tống mệnh tự hồ nghe được một tiếng mèo kêu như ẩn như hiện, trong lòng hắn sinh ra dự cảm không tốt, thân thể có chút rét ruông. Bỗng nhiên, hắn cảm giác chân cổ lạnh lẽo, tự hồ có một khối băng lớn dáng ở trên người hắn, để cho hắn nhìn không được đánh run rẩy. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý, chỉ cho là máu không tuần hoàn. Ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, vương lão thái vẫn kiên nhẫn đụng cửa lúc này không có động tĩnh, hắn mới vừa hướng bên ngoài thăm dò xem xét. Răng rắc. Âm thanh hàm răng khép lại vang lên bên tai, hơi thở lạnh như băng dán vào mặt hắn, làm cho cả người hắn run lên, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Mẹ kiếp. Tống mệnh hoảng sợ vô cùng chửi bậy ra tiếng. Tuy rằng buổi tối rất tối, ánh sao như ẩn như hiện, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra sau lưng chính là Vương Lão Thái. Sao cô ấy lại lên đây, sao tôi không nghe thấy động tĩnh gì cả? Tống mệnh không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng một quyền nện ra ngoài, nắm đấm trắng chắc nện vào khuôn mặt không có một chút huyết sắc của Vương Lão Thái. Phanh Tống mệnh một quyền này lực lượng rất lớn, trực tiếp đem cưỡi ở đầu tường vương lão thái cho đánh xuống nhìn vương lão thái từ trên tường cao 3 mét ngã xuống đất tay chân đều bị ngã vặn vẹo biến dạng hắn vừa muốn thở phào nhẹ nhõm cho rằng nguy cơ rốt cục giải trừ kết quả một giây sau hắn liền trợn trong mắt chỉ thấy vương lão thái rơi xuống đất chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy đem tay chân bị ngã biến dạng một lần nữa phục hồi vị trí sau đó từ trên mặt đất đứng lên một đôi mắt người chết chậm rãi nâng lên nhìn đến đây tống mệnh làm sao còn dám đứng ở trên tường đem cái thang phóng tới tường bên kia hai ba cái từ trên thang leo xuống rút cái thang què chân bỏ chạy mới đi chưa được hai bước hắn đột nhiên nhìn thấy một con mèo đen đứng ở đầu tường ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn con mèo đen này chính là con mà vương lão thái nuôi tống mệnh cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là mèo đen cùng vương lão thái tình cảm cho dù vương lão thái sát vùng dậy con mèo này vẫn như cũ đi theo chủ nhân của nó khập khiển chạy ba con phố, quay đầu không thấy bóng dáng vương lão thái, tống mệnh lúc này mới mệt mỏi không chịu nổi ngồi ở cửa từ đường trên trấn. Hắn phát hiện mình tựa hồ chạy tới bên cạnh trấn thanh thủy, đi về phía trước liền không nhìn thấy kiến trúc, còn lại tất cả đều là ruộng đất bằng phẳng cùng đường nhỏ quanh co. Chạy đến bên ngoài trấn khẳng định không được, đừng nói nhiệm vụ không cho phép, tốc độ của vương lão thái hắn đã thấy qua, chính là chân không bị thương hắn cũng chạy không lại đối phương, huống chi hiện tại chân phải hắn căn bản không dám quá dùng sức nếu như bị vương lão thái đuổi kịp căn bản không có đường sống lúc này hắn cũng không nghỉ ngơi từ trên mặt đất đứng lên quay đầu liền chuẩn bị trở về trong trấn mượn kiến trúc trong trấn tận lực cùng vương lão thái chu toàn đồng thời hy vọng có thể mau chóng tìm được người trên trấn nếu là có thể tìm được nhị thúc công thì càng tốt nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước đột nhiên nghe được có thanh âm từ tường viện bên kia truyền tới chẳng lẽ nơi này có người? Hắn lặng lẽ dán tai lên tường cẩn thận lắng nghe. Ai nha, ngươi dẫm chân ta. Đèn tắt lửa nhìn anh làm sao vậy, em cũng không phải cố ý. Đều câm miệng cho ta, nếu là hỏng đại sự, hai ngươi liền chờ bị phạt đi, đừng quên nhị thúc công kết cục có bao nhiêu thảm. Có người thấp giọng quát lớn hai người nói chuyện lúc trước, tiếp theo trong sân lại trở nên yên tĩnh. Tiếng nói chuyện rất ngắn, chỉ có mấy câu, nhưng lượng tin tức bên trong không hề nhỏ, sắc mặt tống mệnh lúc này âm trầm đáng sợ. Khó trách sau khi cúp điện, người trong trấn đều không thấy đâu, ngay cả chú hai vốn nên xuất hiện cũng không thấy tung tích, hóa ra đều là những người này dở trò quỷ. Tống mệnh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên lợi khí, hắn cẩn thận dọc theo từ đường đi về phía trước. Rốt cục, hắn nhìn thấy góc tường một gốc cây hòe lớn, cây hòe rất lớn, cơ hồ đã dán ở trên tường, chặt cây càng là vương vào trong sân tống mệnh đi tới dưới tàn cây hòe già dạ, chuẩn bị leo lên trên cây nếu những người này muốn hại hắn vậy để cho bọn họ cũng cảm thụ một chút sự lợi hại của vương lão thái cố nén ngón chân truyền đến đau đớn cực lớn tống mệnh bắt đầu từng chút một hướng về phía trước bò nhưng là vừa bò không được hai cái hắn liền cảm giác bàn tay tựa hồ bị cái gì sắc bén đồ vật đâm vào trong thịt vội vàng thu tay về đem ánh mắt tới gần thân cây cẩn thận quan sát mẹ nó những người này thật là âm hiểm Tự nhiên ở trên cây chôn đinh, đây là không cho ta lưu đường sống a. À. Tống Mệnh nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp, lại càng không dám phát ra âm thanh. Nếu bị người bên trong phát hiện, đem hắn trói lại ném cho Vương Lão Thái, vậy hắn thật sự sẽ không còn đường sống. Sau khi lặng lẽ rời xa từ đường trên trấn, Tống Mệnh một quyền nện vào vách tường, lại tác động đến vết thương trên tay, đau đến nhe răng trận mắt, lửa vô danh trong lòng tăng mạnh. Không được, không thể tức giận ta muốn bình tĩnh tức giận sẽ chỉ làm ta chết nhanh hơn hiện tại người trong trấn đã không đáng tin cậy có thể cứu ta chỉ có chính mình ta phải suy nghĩ thật kỹ làm sao mới có thể giết chết vương lão thái tống mệnh ở trong đầu tự hỏi muốn tìm ra một cái khả thi biện pháp nếu như không hoàn thành đoàn tàu nhiệm vụ hắn rất có khả năng sẽ chết mèo mèo ngay tại thời điểm tống mệnh tự hỏi biện pháp đối phó vương lão thái một tiếng mèo kêu đột nhiên từ phía trước hắn cách đó không xa vang lên tiếng mèo kêu hoàn toàn làm hắn bừng tỉnh nhìn qua quả nhiên ở phía trước cách đó không xa có một con mèo đen đang ngồi xổm da lông trên lưng con mèo đen kia bị cháy xém một mảng lớn chính là mèo của vương lão thái mèo sao nó lại chạy đến đây chẳng lẽ vương lão thái tìm được ta rồi tống mệnh khẩn trương rút đao bên hông ra nhanh chóng quan sát bốn phía lại không phát hiện thân ảnh vương lão thái mèo mèo Lúc này mèo đen lần nữa phát ra một tiếng mèo kêu, tự hồ là đang kêu gọi cái gì đó. Chẳng lẽ là con mèo đen này giúp Vương lão thái tìm ta, nhất định là như vậy, bằng không Vương lão thái làm sao lại mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí của ta. Súc sinh, ngươi muốn chết. Tống Mệnh hoàn toàn phản ứng lại trong mắt có sát ý di động, cư dân trên trấn hại hắn, hắn không có biện pháp, hiện tại ngay cả một con mèo cũng muốn hại hắn đưa tay ném con dao gỗ trong tay ra ngoài, con dao gỗ lăn lộn trên không trung chém xuống đất, cách mèo đen còn hơn một mét. Mặc dù không bắn trúng, nhưng vẫn dọa mèo đen chạy mất, nhưng trước khi đi, mèo đen hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia căn bản không giống động vật. Ngược lại như là Ánh mắt người Chương 08 Bây giờ nóng không nóng a? À? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử mấy dịch khác. Chương 09 Lập bia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mấy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử mấy dịch khác. Chương 10 Tiêu cười Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mấy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử mấy dịch khác.